Trưa 25 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rồ Măng, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến hai vợ chồng thiệt mạng trong lúc đi làm dẫy. Thông tin ban đầu, chiều 24 tháng 4, trong lúc đi làm dẫy, vợ chồng anh Vàng A Nhè, trú ở thôn 7, Đắk Rồ Măng, dân tộc Mông, xuất hiện mưa lớn và kèm theo dông tố. Lúc này, vợ chồng anh Nhè vào khu vực chòi dẫy để tránh mưa, thì bất ngờ bị sét đánh trúng khiến cả hai người bị thiệt mạng tại chỗ. Đến chiều tối, người dân xung quanh không thấy vợ chồng anh Nhè về, nên tổ chức đi tìm kiếm thì phát hiện sự việc. Được biết gia đình anh Nhè hoàn cảnh khó khăn, có 5 người con, trong đó 2 người con bị khuyết tật. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đến hỗ trợ, chia sẻ cùng người thân của gia đình để lo hậu sự.